Nam. Nam à? Cháu tên là gì? Tên là Nghĩa. Bạn Nam và bạn Nghĩa, bạn Nam là mua xe gì? Mua Phoenix BF 200. Phoenix BF 200 đúng không? Bạn Nghĩa là cháu mua Xích 5 Plus. Xích 5 Plus. Và hôm nay là ngày mùng 5 Tết thì bên chú xe đạp 88 có một cái mini game là gì? Quay năn bóng và trúng vào cái cốc nào thì chúng ta sẽ được cái lì xì cốc đó. Đấy, sẽ có các mức giá nhá. Với mức giá của các xe các cháu mua là sẽ có mức giá cao nhất là 500, thấp nhất là 200 và có 300. Đấy, nếu như mà rằng mình quay mà không trúng cái cốc nào thì mình vẫn được lì xì 100 nghìn thôi. Đấy, nhưng mà nhiệm vụ mình là cố gắng nhá. Cố gắng để làm sao mình trúng được cái giải cao nhất. Ok chưa? Đấy, mỗi bạn sẽ có một lần test thử. Rồi, ok. Rồi bạn này test cũng test thử luôn. Đấy, test thử. Nhẹ thôi, nhẹ thì được nha, nhanh thì không được đâu. Đấy, như bạn này là như bạn này test thử nếu mà chuẩn là được 500 đấy. Chuẩn 500. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi thật nhá. Đây là cái mini game ngăn bóng để làm sao để thưởng cái lì xì. Đấy. Ok, rồi, 1 2 3 bắt đầu. Rồi bạn Nam đã thất bại. Thôi cho làm lại cái đi. Đấy, rất thoải mái nhá, đầu năm xuân. Đây này, phải ấy vào đây này. Phải ấy vào giữa này còn đấy, đây nó dễ bị năn ra đấy. Đấy, xe đạp 88 rất là thoải mái luôn. Đấy, ok, bạn được 200. Đây là cái mức dành cho người mà mua xe trên 10 triệu. Còn các bạn mua xe dưới 10 triệu thì mức cao nhất là 500. Ok chưa? Cao nhất là 500. Ok, bạn Nam đã được cái lì xì 200 nghìn. Ok. Chúc bạn đầu xuân năm mới có nhiều sức khỏe và nhiều may mắn nhá. Ok, rồi bạn ra đây. Rồi bạn Nghĩa này. Cho test lại lần nữa đi. Thật được. Ok, chơi thật luôn. Nghĩa là chơi thật luôn này. Ôi giời, thật lại không được. Cho một lần nữa. Thoải mái chưa? Thoải mái nhá. Thoải mái luôn nhá. Tuyệt vời. Xin chúc mừng Nghĩa. Đấy, tuyệt vời nhá, đấy nhá. Thoải mái lần đầu mình đã thất bại nhưng mà xe đạp 88 rất là thoải mái để cho anh em sao năm mới nhận được cái lì xì may mắn vui vẻ. Ok, rồi, ok, bạn Nghĩa được cái lì xì 500 nghìn, bạn Nam là lì xì 200 nghìn. Ok, chúng ta vào trong để nhận lì xì nhá.